Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay thành công rất nhiều đó là nhờ sự giúp đỡ của các anh chị em trong ban nhạc. Xin giới thiệu quý vị, tay guitar Nam Trần, guitar Trương Vinh, piano Trịnh Cường, piano Lê Nhạc, bass Tấn Phong, saxophone Lê Đạt, dàn trống Hải Nguyễn và cô gái duy nhất trong ban nhạc cũng là người đẹp nhất trong ban nhạc, đó là em Xuân Cầm. Những tác phẩm của nhạc sĩ Tuấn Khanh được nhiều người biết đến, có thể kể đến Chiếc Lá Cuối Cùng, Hoa Xoan Bên Thềm Cũ, Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi, Quán Nửa Khuya. Ông hiện nay đã 85 tuổi và hiện đang định cư tại California. Bản Hoa Xoan Bên Thềm Cũ mặc dù sáng tác ở Sài Gòn, nhưng lời ca ý nhạc đã được thay ngén hình ảnh hoa xoan ở Hà Nội để vẽ nên phong cảnh nên thơ cho bài tình ca này. Kính mời quý vị thưởng thức ca khúc Hoa Xoan Bên Thềm Cũ qua tiếng hát Thu Tâm.
Xin cảm ơn quý vị.